Em chào bác nha, lên cho bác một con Mitsu đây. Mitsu hút ẩm, vừa hút ẩm nhà vừa sấy quần áo. Con này nó hút 10 lít đến 12 lít một ngày. Chạy phòng tầm 30 đến 40 mét vuông. Bản này là bản 2009 Mitsu. Để cho những bác nào đam mê đồ cổ. Đồ cổ này đắt hơn đời cao đây. Dòng này thì chạy như con trâu luôn. Máy cực đẹp, trắng trẻo đẹp trai. Đấy. Bóng xoay gương được luôn. Đấy. Rất là đẹp luôn. Có đồng hồ hiển thị nhiệt độ nhá. À, có đồng hồ hiển thị độ ẩm này. À, sấy quần áo này. Hút ẩm tự động này. Đầy đủ các chế độ khi có mua là dịch sang tiếng Việt nhá. Và các chế độ hẹn giờ. Con này đặc biệt là có thêm hai dàn lạnh độc lập nhá, dàn lạnh và dàn nóng và độc lập nhá. Có thể chạy được chiều lạnh và chiều nóng độc lập nhá, mùa hè cũng thể dùng được nhá. Giá rất là bình dân luôn. Con này bán 3 triệu 500 nghìn đồng nhá. Giá trên nó bao gồm đổi nguồn. Đấy, nó bao gồm đổi nguồn, nó bao gồm chống cắm nhầm điện, giá 3 triệu 500 nghìn đồng. Bác nào lấy thì alo cho em, đắt 2009. Chạy ga 34. Con này thì cực đẹp, trong dòng Mitsu thì con này là đánh giá là một dòng khá là bền. Dòng Mitsu thì từ trước giờ vậy. Êm, chạy khỏe. Giá rất là bình dân. Hàng em cam kết hàng zin tuyệt đối, không động chạm, không sửa chữa. Nếu mà động chạm sửa chữa rồi em xin phép tặng 10 triệu. Hàng em được sơn sơn xi lại nhá. Đó, hàng em sơn rồi nhá, sơn sơn nghệ sơn ô tô nhá. Bao nước sơn thì có 15. Máy cam kết không vỡ dập nứt bể gì. Đấy, xước sát nhẹ cái lan nhỏ này. Con này bị ghém hàng con lan nhỏ này. Đấy, nó không liên quan gì nhá. Cái này lưới nó nằm ở bên trong cơ. Đấy, lưới chắc cũng nằm bên trong cơ. Rất đẹp luôn. Đấy, còn lại là zin tuyệt đối nhá. Giá 3 triệu 500 nghìn đồng. Chạy 4 mùa, xuân hạ thu đông. Đấy, vừa hút ẩm, vừa sấy quần áo. Đấy, mùa hè thì mát. Giá 3 triệu 500 nghìn đồng, đã bao gồm đổi nguồn, đã bao gồm chống cắp nhầm điện. Bác nào lấy thì alo cho em. Em chào các bác nhá.